dùng tay ấn nhẹ đẩy là nó ra. Ừ, mấy con lotion da là sai ốc gà hết. Bình ga chốc ngược nha anh, bình ga khi bơm phải chốc ngược, đè nhấp đè nhấp đè nhấp, phải chốc ngược nha mấy anh, để ngang á, khi mà anh đè nó vẫn vô nhưng mà nó không có vô nước, nó mô vô mỗi hơi thôi. Đó, là ga ra thấy không, là chứng tỏ mình bơm ga vô. Chốc xuống nha mấy anh, đè nhấp, làm nhẹ nhàng thôi, không có cần phải mạnh gì đâu. Đó, mấy anh thấy đè nhấp không? Đè nhấp, đè nhấp, đè là phải nhấp nữa, mấy anh đè mà mấy anh không nhấp là nó không có vô ga đâu, mà khi mình bơm mình phải chốc ngược bình ga xuống, để ngang bình ga là nó không có vô. Đó. Rồi thay đá luôn. Chung chung với rồi. Đây nè. Giờ em thay đá luôn nha. Tăng giảm ga đây là Tăng họ giảm ga, cái này nút này là tăng giảm ga nè. chĩa cái mặt này vào phía mặt mình, đẩy ra phía sau. Nó lớn lên. Một giữ bánh xe lại nè, Nó lớn lên. đừng mở ra chờ rồi đã vô chờ Ừ. rồi ra ngoài sau. Nghe nha, Nhà nha, tại vì cái viên đá mới mới bỏ vô nó sẽ còn còn cứng. Cho nên là mình làm nhẹ, nhẹ bóp, đầu tiên là bóp nhẹ trước, xong mình bóp mạnh của nó sẽ gãy á, nên là bóp nhẹ trước. Đó. Đậy vô lại. Ok ha.